thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi có một cái chương trình mới, đó là cái chương trình đọc luật. Đọc luật để cho quý vị và các bạn mang một cái tính chất thông điệp gọi là tuyên truyền pháp luật, để cho các bạn trẻ thấy được rằng nếu trong trường hợp mình vi phạm một cái hành vi nào đó được luật điều chỉnh thì chúng ta sẽ sợ và không vi phạm. Tôi thấy một số nước rất là quan trọng trong cái việc mà phổ cập những cái kiến thức, những cái tuyên truyền, những cái quy định của pháp luật. Tuy nhiên rằng là hiện tại ở Việt Nam, một số những cái điều luật cơ bản vẫn chưa được. Và thật ra thì trong cái giới trẻ hiện tại thì tôi vẫn mong muốn khát khao các bạn trẻ, và nhất là những một cái số bạn, phải hiểu được rằng nếu chúng ta vi phạm vào cái điều luật thì chúng ta sẽ bị pháp luật điều chỉnh. Nó nói nôm na rằng là bây giờ là sẽ bị tù đó. Và với ước mong đó thì tôi mạnh dạn đưa những cái điều luật, và đưa không phải mang một tính chất là đọc là khô khan. Tôi vẫn lấy một cái ví dụ cũ đối với cái việc mà lý do tại sao cái chương trình đọc luật cơ bản này ra đời, là tôi đi bào chữa cho một em ở vì cái hành vi gọi là cướp những đi những cái con chim cảnh, cướp đi những cái con chim của cái nhà người ta đang nuôi. Thì sau khi hoàn tất cái nghĩa vụ của mình thì tôi cũng mới tò mò, tôi hỏi với em rằng là em ạ, tôi thấy có những cái vật mà em có thể cướp, cũng có thể là trộm, tại sao em lại có hành vi gọi là trộm, đối tượng của em lại là trộm những con chim cảnh? Thì em bảo với tôi rằng thật ra chị ơi, em đâu có biết đâu, em cứ tưởng là trộm chim là không có tội. Và cái câu chuyện này cũng nói thêm một cái thông điệp nữa quý vị và các bạn ạ. Nói thêm một cái thông điệp nữa là trước đây có tôi đọc một cái bài báo, có một cái em ăn trộm chim của một vị quan, và cái giá trị của con chim cảnh đó lên tới 8 triệu đồng. Thì một cái bài báo phân tích theo cái hướng là trộm chim của nhà quan thì bị phạm tội. Thưa không, trộm chim của nhà quan hay trộm chim của nhà dân cũng đều phạm tội, tùy theo cái giá trị tài sản định giá trong tố tụng. Thưa quý vị và các bạn, với một cái ước mong rằng ngăn ngừa, phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì cái chương trình Dân ta phải biết luật ta ra đời. Hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn cái điều luật là tội gây rối trật tự công cộng, điều 318 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015, mà có hiệu lực, mới có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018. Đối với cái điều gây rối trật tự công cộng này có hai khoản quý vị và các bạn ạ. Khoản 1 là tội phạm từ 3 tháng đến 2 năm. Khoản 2 là từ 2 năm đến 7 năm. Mình thấy cái điều gây rối trật tự công cộng, mình cũng không biết cái điều đó nó cái hành vi đó được như thế nào, được các nhà làm luật như thế nào, và mình cũng không biết như thế nào để mình dạy con. Thậm chí có những các bạn trẻ đi chơi khuya và không có kiềm chế được bản thân mình, cho nên có những cái hành vi dẫn đến khi mà sự việc đã rồi thì mới nói rằng là em không biết và em nghĩ rằng như thế nào đó. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua thì tôi đọc trên một cái trang Facebook, có một anh ảnh bảo như thế rằng hồi xưa ba mẹ bắt dậy sớm, và hồi đó còn nhỏ và rất là bực bội, không biết tại sao ba mẹ bắt mình dậy sớm làm gì, trong khi mình cũng không có một cái gọi rằng là một không có nhiệm vụ nào để mà dậy sớm. Sau này dần già nó trở thành một cái thói quen, và anh hiểu được rằng, anh nghiệm ra rằng dậy sớm không có nghĩa rằng mình làm việc gì, nhưng nghĩa là cái trách nhiệm của một con người là phải dậy sớm. Và tôi nghĩ rằng với cái thông điệp đó, tôi sẽ dạy con tôi một cái trách nhiệm của một công dân. Và với tôi thì một luật sư
trong một cái xã hội Việt Nam. Có thể rằng các bạn cho ở cái điểm A tốt, điểm B xấu, điểm nào tốt mình lấy, điểm nào xấu chúng ta trong tùy hoàn cảnh, trong tùy khả năng, tôi vẫn cố gắng để đúng cái vai trò của mình. Nói dung dài quá quý vị và các bạn, tôi sẽ đọc quý vị cho các bạn khoảng 1. Người nào gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Thấy không quý vị và các bạn, sau khi mà tôi đọc, tôi làm cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, điều 318 về tội gây rối trật tự công cộng, bây giờ tôi thuộc luôn. Khoảng 1 là từ 3 tháng đến 2 năm, khoảng 2 là từ 2 năm đến 7 năm. Khoảng 2, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Có tổ chức, dùng hung khí, vũ khí hoặc có hành vi phá phách, gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng, xúi dục người khác gây rối, hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng, tái phạm nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, thế nào là có tổ chức, thế nào là hành vi cản trở giao thông nghiêm trọng, thì tất cả những cái việc này đã có cái văn bản hướng dẫn. Ví dụ như thế nào là tái phạm nguy hiểm thì cũng đã có những cái văn bản. Thế nào là tái phạm nguy hiểm từ Tòa án Nhân dân tối cao, thế nào là có tổ chức thì cũng đã có những cái văn bản hướng dẫn. Cho nên đối với cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, thì tôi mong rằng thông qua cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, quý vị và các bạn là những người cha, những người mẹ, những người có trách nhiệm ở xã hội, thì chúng ta, thậm chí là bản thân các bạn trẻ đang sẽ và bước vào cái tội phạm, thì chúng ta sẽ biết nếu chúng ta tụ tập, chúng ta phá phách, chúng ta gây rối trật tự công cộng thì chúng ta sẽ bị pháp luật điều chỉnh bằng hình thức phạt ở tù, nếu không có tổ chức là từ 3 tháng đến 2 năm, nếu có 2 người trở lên thì phạt từ 2 năm đến 7 năm. Trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi cũng mong muốn ra một cái sân chơi quốc tế để cho tất cả những người Việt Nam và cả các bạn bè quốc tế đều biết những cái quy định về gây rối trật tự công cộng, và đây là tiếng Anh. Hi everybody, have you ever to heard about the criminal code in Vietnam? My name Thu Đoàn, I'm a lawyer in Vietnam. Have you ever to disturbance of public order? You know, disturbance of public order in criminal court in Vietnam, Article 31A, disturbance of public order. And here is. Thanks. Article 318. Disturbance of public order. 1. Any person who causes disturbance of public order which negatively impacts social safety, order or security, or does it while having incurred an administrative penalty for the same offense or having an unspent conviction for the same offense shall be liable to a fine of from VND 5 million to VND 50 million or face a penalty of up to 2 years community sentence or 3 to 24 months imprisonment. 2. This offense committed in any of the following circumstances carries a penalty of 2 to 7 years imprisonment. A. The offense is committed by an organized group. B. The offense involves use of weapons or vandalism. C. The offense results in serious traffic congestion or suspension of public activities. D. The offender incites other people to cause disturbance. D.D.
The offender attacks the person who intervenes to maintain public order. E. Dangerous recidivism.